Rồi đây nhà anh Thịnh nha các bạn. Anh Thịnh giờ đang ở trần cửa xe nha. Chào các bạn nha, mình là người Bình đây. Hôm nay các bạn có thấy gì trên nón mình là lạ các bạn. Đây là một cái nón bảo hiểm nè các bạn. Đó, mình mới gắn cái con camera vô đây nha. Nè, mình gắn ở đây một cái nè, ở đây một cái gắn rồi xuống, còn ở đây một cái gắn lên trên nha. Hôm nay mình sẽ dùng cái con cái camera này và cái nón, mình sẽ chạy ra nhà anh Tiến Hạnh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cùng theo mình đi ha. Các bạn nhớ xem video và đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Rồi giờ mình bắt đầu đi thôi các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu xuất phát thôi các bạn ơi. Nhà mình thì vòng vòng này toàn mấy chỗ giữa sầm kiên không nha các bạn. Từ nhà mình vô nhà anh Thịnh thì tầm có 1,5 cây số nha. Bây giờ là chiều, trời cũng hơi chuyển mưa rồi, trời cũng hơi nó hơi tối tối một tí nha. Rồi mình dắt cho nó bảo hiểm đó các bạn, cái mình nhìn được, mình quay được xung quanh nha, mình quay được những cảnh xung quanh rồi những cảnh đường lộ xung quanh để cho các bạn coi cho rõ. Rồi mình đang chạy với tốc độ là 40 km/h nha. Nãy giờ mình chạy thì được khoảng cỡ 1/3 đoạn đường rồi. Mình đi á, mình gắn cái nón này á, mình thấy á, ai cũng nhìn mình trầm trồ như hết trơn á. Mình thấy giống như người ta tưởng mình là giặt lạ vậy đó. Lớp nào chạy nguyên với xe đạp điện nha, rồi lớp nào đổi thêm cái nón bảo hiểm nữa, rồi đổi thêm nguyên cái camera lên trên đầu nữa. Người ta nhìn ta cũng đâu có nghĩ là camera đâu, người ta tưởng đâu mình đổi cái gì trên đầu á. Thường thường mình thấy có mấy bạn đổi mấy trong trống ở trên đầu á, mình nghĩ người ta cũng tưởng mình đổi cái gì trên đầu cũng chừng nữa, mình còn không biết ta nghĩ sao luôn. Rồi gần tới nhà anh Thịnh rồi đó. Nhà anh Thịnh là ngang chỗ trường Lương Tấn Phát nha các bạn, ngay chỗ trường Lương Tấn Phát nha, ngay ngã tư Hưng Long. Ngã tư Hưng Long thì chạy xuống nha, còn mà trường Lương Tấn Phát thì nhìn ngang, nhìn xéo xéo. Rồi bây giờ là mình thấy có nhiều xe vượt mặt mình đó các bạn. Mình đang chạy với tốc độ 30 nha, thì chậm chậm thôi, lặng mình quay những cái cảnh cho nó đẹp các bạn, nó không bị rung. Còn cho nhanh quá là nó cái cảnh nó lệch quá, các bạn xem nó không có đẹp. Không biết bây giờ anh Thịnh ảnh đang làm gì ở ngoài đó, để hồi mình chạy ở ngoài xem thử nha. Mình nghĩ là chắc ảnh cũng đang sửa xe thôi các bạn, tại đường ngày dắt chiều ảnh là ảnh sửa xe à, chiều khoảng 4 giờ là ảnh nghỉ à. Rồi tới nè các bạn, trước mặt mình là trường Lương Tấn Phát nè. Đây chỗ mấy cái cây cao cao này nè, trường Hương Tấn Phát đó. Đây các bạn nhìn bên trái, các bạn bên trái trường Hương Tấn Phát này nha, bắt đầu nhìn xéo qua bên đây nè, đó tới chỗ ảnh rồi nè. Rồi đây nhà anh Thịnh nha các bạn. Anh Thịnh giờ đang ở trần cửa xe nha. Nay lại nhậu tê quá. Dán hả bà? Rồi dán luôn. Cứng không? Cứng, em thấy lỗ luôn nè, thấy lỗi cho Thu Anh luôn. Thu Anh rồi hả? Ừ. Cái vỏ đó mình cũng có, vỏ ghim nó cũng có. Đây anh Thịnh, anh đang sửa xe các bạn. Đây là xung quanh này nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.